Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Kính chào quý vị và các đồng chí. Mở đầu chuyên mục quốc phòng toàn dân kỳ này là trang tin phản ánh hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh. Phần cuối của chương trình là phóng sự hiệu quả thực hiện cuộc vận động 50 ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Sau đây là nội dung chương trình. Vừa qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 2,5 năm thực hiện chỉ thị số 184/CT-DU của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ 3 tốt 3 không gắn với biểu dương tôn vinh bí thư chi bộ, đảng viên tiêu biểu giai đoạn 2017-2019. Trong 2,5 năm thực hiện chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về xây dựng chi bộ 3 tốt 3 không, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã triển khai thực hiện chỉ thị với ý thức trách nhiệm cao, nghiêm túc ở tất cả các khâu các bước. 100% cán bộ đảng viên bám sát tiêu chí, đăng ký cam kết, thực hiện sát với chức trách nhiệm vụ của cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng bộ đơn vị vững mạnh. Nhân dịp này, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 16 đồng chí là bí thư chi bộ và đảng viên tiêu biểu trong thực hiện xây dựng chi bộ theo tiêu chí 3 tốt 3 không. Đến thời điểm hiện tại, đã có 7 trên 9 huyện đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ một bên hai cấp với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ huyện, bảo đảm thành công tốt đẹp, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và phương tiện kỹ thuật tham gia diễn tập. Thông qua diễn tập đã phát huy tốt chức năng tham mưu, khả năng phối hợp, hiệp đồng tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập, vận dụng thuần thục nội dung phối hợp giữa các lực lượng quân sự, công an và giữa lực lượng vũ trang với các ban ngành đoàn thể địa phương, góp phần xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân trong chiến đấu bảo vệ khu vực phòng thủ huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức tổng kết và trao thưởng khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập cho các gia đình học tập, các đồng chí quân nhân, công nhân viên quốc phòng có thành tích trong học tập, hội thi hội thao, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và các cháu là con của cán bộ nhân viên đạt thành tích học sinh giỏi cấp tỉnh và đạt đại học năm 2018-2019. Trong năm học vừa qua, các cấp hội đã gặp mặt biểu dương động viên tặng quà cho 430 lượt quân nhân, công nhân viên quốc phòng và các cháu có thành tích với số tiền hơn 160 triệu đồng. Tặng quà cho 50 cháu học sinh nghèo, tàn tật, vượt khó vươn lên trong dịp lễ Tết với số tiền 90 triệu đồng. Kết thúc năm học 2018-2019, Hội khuyến học Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có 350 cháu là con của cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đạt học sinh giỏi cấp nhà trường, 62 cháu đạt giải cấp huyện, thị, thành phố, 9 cháu đạt giải cấp tỉnh, 2 cháu đạt giải cấp quốc gia. Ban Thanh niên Quân đội phối hợp cùng Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng, Tổng Công ty 789, Binh đoàn 11, Cục Chính trị Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự Thanh Hóa đã tổ chức thăm hỏi, trao quà cho nhân dân hai huyện Mường Lát, Quan Sơn bị thiệt hại do trận mưa lũ của cơn bão số 3 vừa qua gây ra. Đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi, chia sẻ những mất mát của nhân dân và trao 10 tấn gạo cho huyện Mường Lát, 3 tấn gạo, 3.000 cuốn vở học sinh, gần 300 bộ quần áo và 50 triệu đồng cho nhân dân và các cháu học sinh huyện Quan Sơn. Hiện tại, gần 100 cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vẫn ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm người bị lũ cuốn trôi, dọn dẹp vệ sinh môi trường, dựng lại nhà ở cho nhân dân. Những việc làm cụ thể thiết thực đó đã thể hiện rõ bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Mới đây, Học viện Quân y phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 600 lượt người thuộc đối tượng chính sách, các hộ gia đình nghèo tại xã Thiệu Châu, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa với mục tiêu chung tay vì sức khỏe cộng đồng, giúp người dân nâng cao ý thức trong việc phòng tránh, cách điều trị chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Cũng trong dịp này, Học viện Quân y cũng đã tặng 20 suất quà cho thân nhân các gia đình chính sách và hộ nghèo, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, một máy điện tim, 5 máy khí dung, 5 bộ máy tính cho trường tiểu học, 10 triệu đồng cho quỹ khuyến học của xã, 600 suất quà thuốc với tổng trị giá gần 160 triệu đồng. Để thực hiện tốt 4 nội dung mục tiêu của cuộc vận động 50, hàng năm Đảng ủy Quân sự tỉnh có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo việc quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, bảo đảm an toàn cơ sở kỹ thuật, an toàn giao thông,
và thực hành tiết kiệm phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của đơn vị, gắn với phong trào thi đua quyết thắng và các hoạt động khác, tạo sức lan tỏa đến từng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Chú trọng công tác bảo quản, bảo dưỡng, khai thác, sử dụng có hiệu quả tính năng của vũ khí, trang bị kỹ thuật, tổ chức tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tại cơ sở nhằm nâng cao khả năng sử dụng, kéo dài tuổi thọ vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm giữ tốt, dùng bền. Đối với cái vũ khí của Ban Chỉ huy sự thành phố thì qua các cái đợt huấn luyện, diễn tập thì qua những đợt về thì chúng tôi cũng đã lập theo các cái kế hoạch để thực hiện bảo quản bảo dưỡng thường xuyên đúng định kỳ, đảm bảo an toàn, chất lượng. Qua công tác bảo quản bảo dưỡng thường xuyên thì chúng tôi cũng đáp ứng được cái vũ khí đảm bảo cho huấn luyện thường xuyên và trực sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh triển khai thực hiện toàn diện 4 mục tiêu cuộc vận động 50, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thường xuyên tổ chức các hội thi như hội thi thủ kho giỏi, tổ chức thi nhà kho quân khí, hội thi trợ lý, thủ kho quân khí, lái xe ô tô giỏi cấp tỉnh, mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay, hệ thống các nhà kho cất chứa vũ khí trang bị từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đến Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã thành phố được sửa chữa nâng cấp và xây dựng kiên cố. Công tác bảo đảm an toàn cho hệ thống kho, trạm, xưởng thường xuyên được coi trọng. 100% các kho vũ khí trang bị đạn dược được sắp xếp ngăn nắp đúng tiêu chuẩn của Tổng cục Kỹ thuật về công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược. Xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Chính vì vậy, cấp ủy chỉ huy đơn vị đã quán triệt nhiệm vụ sâu sắc đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Trong 5 năm qua, thì đơn vị đã tổ chức triển khai bảo quản bảo dưỡng hết toàn bộ các cái lượng vũ khí trang bị kỹ thuật mà đến chu kỳ bảo dưỡng. Và trong quá trình bảo dưỡng thì luôn luôn bảo đảm an toàn tuyệt đối, nâng cái hệ số kỹ thuật của vũ khí trang bị kỹ thuật lên và 100% vũ khí đơn vị đang cất chứa là bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh còn tích cực đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trong 5 năm qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã gửi Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Quân khu xét 2 đề tài và 18 sáng kiến, trong đó có 1 đề tài và 14 sáng kiến đã được áp dụng vào thực tiễn. Sáng kiến cải tiến hệ thống tưới cây tự động thông minh có ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng vào phòng cháy chữa cháy cho các đơn vị, cho các nhà kho, phục vụ cho công tác huấn luyện và công tác ứng dụng với khoa học công nghệ, nâng cao cái chất lượng huấn luyện, công tác quản lý của các đơn vị sau này. Các đơn vị đã tổ chức khôi phục đồng bộ 7 xe thiết giáp, 21 xe ô tô, hàng nghìn vũ khí trang bị các loại và đồng bộ vũ khí, khí tài, đạn dược cho tiểu đoàn sẵn sàng chiến đấu, tiểu đoàn dự bị động viên của tỉnh, đồng thời sử dụng hiệu quả lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, xây dựng các công trình cho đơn vị, giúp tiết kiệm ngân sách, nhân lực, thời gian và nâng cao khả năng bảo đảm kỹ thuật của đơn vị. Bên cạnh việc bảo quản, bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật, mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông cũng được chú trọng. Các đơn vị đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, học tập quán triệt luật giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Các phương tiện thường xuyên được kiểm tra bảo quản, bảo dưỡng, kiểm định chất lượng, duy trì hệ số an toàn kỹ thuật cao, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra. Trong những năm qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy sự tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường cái lãnh đạo thực hiện cái cuộc vận động 50 về quản lý, khai thác vũ khí trang bị tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông, đem lại hiệu quả rất là thiết thực. Đặc biệt là việc quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật chặt chẽ hơn, khai thác vũ khí kỹ thuật để đảm bảo có hiệu quả hơn và bảo đảm an toàn cũng thực hiện tốt hơn, bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện và đặc biệt là cái nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã góp phần xây dựng cái đơn vị vững mạnh toàn diện. Phát huy những thành tích đã đạt được trong thực hiện cuộc vận động 50, thời gian tới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xác định cần tiếp tục củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo cuộc vận động 50 các cấp, tiếp tục gắn thực hiện cuộc vận động 50 với phong trào thi đua quyết thắng và các chỉ tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quân sự quốc phòng địa phương trong tình hình mới. Chuyên mục quốc phòng toàn dân kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.